Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nắng Ấm của tôi nha. Mình sẽ quay cảnh máy cài đầu máy xe được mẫu cho mấy bạn xem nha. Rồi đó. Đó. Mẫu quá thấp cũng được. Rồi vậy là vừa xong rồi đó mấy bạn. Rất là đơn giản. Rồi chuẩn bị xới cái này luôn mấy bạn ơi. Đang chạy qua nó mấy bạn ơi. Rồi, cái này là máy cải tiến nha, nhưng mà nó đổi đầu rồi, nó lắp đầu rồi. Đầu này đầu Isaki mấy bạn, không phải là đầu máy xe. Được mẫu luôn nè. Rồi cái mẫu này quá đơn giản nè. Nó mẫu cũng như là ông mà. Nhưng mà sao cũng là được mẫu đỏ. Đó, vậy là xong rồi đó. Rồi bên đây gắn bánh xế cho xong là bắt đầu chạy cho các bạn xem nè. Đó, bắt tay lô lên rồi đó mấy bạn. Đó. Con này là nó cũng đang chạy qua để giật mẫu luôn rồi các bạn, đầu máy xe nha. Tại vì nó là rất là sẵn khối, mẫu này cũng thấp nên nó giật rất là dễ dàng. Rồi trên đồng mình bây giờ là hiện giờ là có ba con cũng đang làm nha, hai đầu máy xe với một cái Isaki nha các bạn. Nó đầu máy xe nó rú gì nè.